Rồi như vậy thì cái bài toán hồi nãy của mình hơi tập trung. Tập trung. Mình xài hai cái array nghe. Mình xài hai cái array. Bây giờ mình đổi lại, mình sẽ xài một cái map thôi. Như vậy bài toán của mình ở đây chúng ta cũng xài lại hai cái vấn đề này. Rồi, chúng ta cũng có cái chuỗi này. Và nhiệm vụ của mình bây giờ mình sẽ xài một cái map mới. Ở chỗ này thì tạm thời chúng ta lại bỏ cái này đi. Rồi bây giờ mình xài đoạn này. Thì hồi nãy mình có hai kiểu dữ liệu. Rồi. Vậy bây giờ mình có kiểu dữ liệu đầu tiên, nó kiểu gì? À, string. Kiểu thứ hai, double hoặc là integer, để chọn in đi ha. Integer. Rồi, map bằng new. Map của chúng ta với kiểu dữ liệu là string và integer. Nó giống như là array list đó em. Ở chỗ này bạn không để cũng được. Ok. Rồi, mình sẽ thêm cái chuỗi vào. Chú ý chỗ này mình sẽ for string s chạy trong cái array list của string. Rồi mình sẽ làm gì? Như vậy mình sẽ hỏi thử cái s này đã tồn tại trong cái map hay chưa. Nếu mà tồn tại rồi thì tăng nó lên, còn nếu chưa tồn tại thì thêm vào. Như vậy ở chỗ này mình sẽ nếu nếu như cái map này contain cái key là s ha, nếu mà có chứa rồi thì làm gì? Nếu có rồi thì lấy cái value ra tăng lên một rồi cập nhật vô lại, được chưa? Như vậy thì mình làm tuần tự nè. Integer lấy value ra bằng map chấm get. Get gì? Get s, tức là lấy cái value tại vị trí s ra, và value cộng cộng. Rồi làm gì nữa? Làm gì nữa? Đặt lại giá trị cho map. Vậy thì map chấm replace replace với cái s và cái value, được chưa? Nếu như là cái này đã tồn tại rồi. Còn nếu như không tồn tại, chưa có cái từ này trong từ điển, thì map chấm put. Put cái gì đây? S với lại số khởi tạo ban đầu là một. Như vậy sau khi chúng ta làm như vậy xong thì chúng ta đã có được cái kết quả của cái map. Bây giờ chúng ta thử sắp cái map này ra chấm toString xem thử có được hay không. Rồi chạy lên đây, rất nhanh ha, mà lại hôm nay nói qua không, và giải quyết được cái bài toán hồi nãy của chúng ta rất là nhanh. Nếu như mà bạn muốn lấy cụ thể ra từng cái đối tượng, từng cái key, thì mình sẽ set key set cho nó, hoặc là mình làm cục entry, sau đó thì mình duyệt qua và mình lọc ra. Nói chung có rất là nhiều cách, giống như là mình đã làm lúc nãy. Và khi mà các bạn xài qua map thì các bạn thấy là cái việc này của mình nó khá là đơn giản. Và khi mình viết đó các bạn, thì thường mình sẽ ghép cái này vào đây. À, cộng một đi.
ghép vào đây. Ok, đó. Thường mình viết là mình sẽ ghép nó vào đó luôn. Replay lại với cái giá trị được lấy ra cộng lên 1. Thì tùy các bạn thấy là nó sẽ gọn ha. Rồi như vậy mình đã giải quyết xong bài toán slide 3 trong đúng thời gian. Được chưa? Rồi còn buổi sau.